xứ gỗ Mộc Nam Huy. Xin kính chào tất cả quý anh chị. Vâng, đây là bộ ghế ngũ long cột 12 trên chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100%. Và vẫn tiếp tục, đây là bộ ghế còn nguyên mộc nguyên thô mà trong clip này Mộc Nam Huy muốn giới thiệu và báo giá đến tất cả quý anh chị nhé. Đây là bộ ghế 6 món, bao gồm một ghế băng dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn cao, một đôn thấp. Theo tiêu chuẩn cao nhất của mẫu ghế này, đó là các bức tó liền, các bản tựa liền, mặt ván 3 phân liền và tay nghê là tay nghê liền nguyên khối theo các tiêu chuẩn cao nhất quý anh chị nhé. Mặt ván liền 3 phân và không hề ghép sau. Thêm một chi tiết nữa, đó chính là chân bàn, chân ghế, chân đôn, tất cả đều là dàn chân 12, hàng liền hết 100% quý anh chị nhé. Vâng, và đây là bộ ghế được Mộc Nam Huy đã làm cách đây rơi vào khoảng nửa năm quý anh chị nhé. Khi mà Mộc Nam Huy đã nâng cấp lên các phần tay nghê lớn, tay nghê sát cột, thì đây là bộ ghế còn sót lại của những lô hàng từ trước rất là lâu rồi. Vâng, độ khô của sản phẩm này thì đã là tuyệt đối quý anh chị nhé. Tiêu chuẩn ở đây với mẫu ghế ngũ long thì cái phần trung tâm của bức tó này là được đục một bức mặt hổ phù rất là lớn, xung quanh đục tứ linh bao gồm long ly quy phụng, và riêng về con phụng thì được đục ở hai đầu, đục ở hai đầu cột và quấn theo các phần cột với các chi tiết lông phượng rất là đẹp. Đó là về phần tay. Về bản tựa ở đây Mộc Nam Huy làm, đây là bức tựa liền. Đấy, bức tựa liền nguyên tấm nguyên khối, ba vách để trơn, còn xung quanh thì cũng đục hổ phù và các bức tứ linh. Anh chị có thể theo dõi cận cảnh để thấy đường nét đục chạm của mẫu ghế này. Đây là một cái mẫu được đục chạm rất đẹp quý chị nhá. Đấy, long ly quy phụng ở trên bức tựa này, các đường nét đục chạm kết hợp với các đường nét lọng thủng, đấy, tạo lên một cái điểm nhấn rất là lớn ở trên bức tựa này. Và đây là bức tựa liền nguyên tấm nguyên khối, không hề chắp ghép quý chị nhá. Bức tựa được làm với độ dày là 4 phân. Để kiểm tra cái độ liền tựa liền tó thì chúng ta kiểm tra từ mặt sau. Quý chị có thể theo dõi này, đây là bức tó liền từ trên xuống dưới, và bức tựa cũng vậy, liền hoàn toàn từ trên xuống dưới, không hề chắp ghép bất kỳ một cái chi tiết nào. Đó là cách chúng ta kiểm tra cái sản phẩm mộc quý anh chị nhé. Và trở lại với tay nghê thì vẫn tiếp tục là tay nghê liền, tay nghê liền nguyên khối và mặt ván liền nguyên tấm 3 phân. Đó là những tiêu chuẩn trên cái bộ ghế này. Chiếc ghế băng được làm với kích thước chiều dài là 2m07, chiều cao 1m24 và chiều sâu là 62. Bàn là bàn có hộp kéo với chiều rộng 60, chiều dài 1m3. Đôn thấp thì được Mộc Nam Huy làm là vuông 44, còn đôn cao thì sẽ là 44 nhân với 54. Hai chiếc ghế đơn với cái chiều rộng Mộc Nam Huy làm là 93, chiều cao vẫn tiếp tục là 1m24 và chiều sâu 62. Hai chiếc ghế đơn thì cũng được làm tương tự y như nhau. Đấy, ở giữa được bức mặt hổ phù rất là đẹp quý chị nhá. Đấy, độ đục rất là sắc sảo. Và ngoài hai bức mặt hổ phù này thì làm tiếp hai cái chi tiết đầu con phượng này, đấy, quấn theo các cái phần cột. Mặt ván của các sản phẩm đây, tất cả trên chất liệu gỗ hương đá thì trên các phần mặt ván thì luôn luôn bông vân thì đều thuộc dạng đẹp hết quý anh chị nhé. Đó, và bức tựa cũng vậy. Đấy, bức tựa của ghế đơn cũng là bức tựa liền 4 phân được đục chạm rồng, và bức mặt hổ phù đục ở bên dưới vẫn là bức tựa liền với độ dày là 4 phân. Tiêu chuẩn rất cao, hàng thì nguyên mộc nguyên thô, Mộc Nam Huy cũng chưa có cạo nạo, chưa có chà nhám gì hết quý anh chị nhé. Và đây là bộ ghế hiện tại đang có sẵn tại xưởng của Mộc Nam Huy. Anh chị có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì có thể tới tận xưởng kiểm tra mộc và ký tên trước khi sơn. Sản phẩm này thì do đã được nâng cấp lên các phần tay nghe vậy thì Mộc Nam Huy sẽ trực tiếp giảm giá cái bộ ghế này cho quý anh chị nhé. Vâng, giá là 54 triệu nhưng mà sẵn sàng giảm giá cho quý anh chị tới xưởng kiểm tra ký nhận, hoặc anh chị cũng có thể xem trong live stream để chốt trực tiếp với các cái mức giá ưu đãi của Mộc Nam Huy. Giá hoàn thiện, giá khi Mộc Nam Huy báo quý anh chị là đã sơn hoàn thiện rồi, đầy đủ kính mặt bàn, và tặng kèm quý anh chị thêm hai phần quà mới, đó là một chiếc gạt tàn và một hộp căn giấy cùng trên chất liệu gỗ hương đá luôn. Thêm một chi tiết là Mộc Nam Huy quên chưa giới thiệu, đó là phần vai. Phần vai thì được đục dẹo tai bèo hoa lá tây, bản vai bén cong, và bản chân là bản chân đục đầu lân chân móng rất là quen thuộc. Dàn chân thì nó tất cả là dàn chân 12, to đồng đều và cân xứng với nhau. Vâng, quý anh chị có nhu cầu cho sản phẩm này vui lòng liên hệ trực tiếp đến Mộc Nam Huy qua hai số điện thoại. Anh chị cũng có thể chốt online và Mộc Nam Huy vẫn giảm giá cho quý anh chị như thường.
Vâng, đây bức tó liền, anh chị có thể xem từ mặt sau nhá. Mặt sau của hai chiếc ghế đơn. Vâng, Sưởng gỗ Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp.